Vâng, thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Thiên Khôi. Cảm xúc của Thiên Khôi như thế nào khi tham gia cùng Jennifer trong live show đầu tiên của Bé Thiên Nga? Thiên Khôi cảm thấy rất là vui và rất là happy, tại vì Thiên Khôi được làm việc với một cô bé rất là nhanh nhảnh, rất là mắc cười và rất là quậy. Mắc cười là sao? Nhanh nhảnh mà mắc cười rồi quậy đó. Cười không đúng chỗ. Dạ, tại vì em nó hồn nhiên quá, năm nay mới có 10 tuổi thôi. Rồi cái điều mà ấn tượng nhất của Jennifer đối với Thiên Khôi là gì khi mình tiếp xúc làm việc? Khi mà tiếp xúc làm việc với bé Thiên Nga thì Thiên Khôi cảm thấy bé rất là có rất là nhiều cái máu lửa so với cái về nhạc cụ và về âm nhạc. Nói chung là bé Thiên Nga rất là máu lửa đối với âm nhạc. Và bé cũng rất là thích trà sữa nữa. Wow, vậy thì máu anh có bao giờ mời em Thiên Nga đi uống trà sữa không? Không, em không có uống trà sữa, không thích uống trà sữa, nhưng mà thích mua đồ có trà sữa. Ôi, rất là dễ thương đúng không quý vị? Bây giờ thì Thiên Khôi bật mí cho quý vị khán giả được biết là cái dự án sắp tới của mình có những cái hoạt động gì được không nào? Dự án tiếp theo của Thiên Khôi thì có 2 đến 3 bài sáng tác của Thiên Khôi mà Thiên Khôi mới làm xong. Và Thiên Khôi rất là tâm huyết, tại vì khi mà Thiên Khôi bước đến tuổi 14 thì Thiên Khôi có một cái cách nhìn rất là khác so với lần trước. Nên Thiên Khôi bỏ hết các cái tình cảm tâm tư mình vào những cái lời bài hát Thiên Khôi sáng tác. Và Thiên Khôi chỉ mong mọi người support Thiên Khôi và hỗ trợ Thiên Khôi. Thiên Khôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng ạ, thưa quý vị, Thiên Khôi 14, còn Phương Thảo và anh Thanh Bạch 18 ạ. Cũng trẻ bằng vàng đúng không? Không, anh 19. À, 19. Thưa quý vị, và một tác phẩm tiếp sau đây. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới. Và nếu xét về dòng nhạc này thì tác phẩm cực kỳ khó. Nơi đó những cung bậc, cái quãng thôi là đã xử lý cực kỳ khó. Mà nó lại là nhạc kịch nữa. Không biết quý vị còn nhớ những nhân vật, những ca khúc ở trong Thằng Gù Nhất Thời Đức Bà không ạ? Vâng, thưa quý vị, đây là một ca khúc mà ngay cả những nghệ sĩ gạo cội, những nghệ sĩ hát ở nhạc viện cũng phải rất là trăn trở, bởi vì cái việc xử lý trong kỹ thuật thanh nhạc vô cùng khó khăn luôn. Tuy nhiên, bé Thiên Khôi đã chọn ca khúc này để thể hiện cùng với Jennifer. Đó là một điều vô cùng thử thách cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Với sự hỗ trợ của các diễn viên nhà hát Quốc Thảo, mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn ngay sau đây, Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà.